Các bạn thân mến, hiện giờ mình đang có mặt tại Lương Sơn, mình đang có mặt tại trước một địa điểm để nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần. Địa điểm này đó tên là Melody, giai điệu đến từ thiên nhiên ở xóm Tốt Yên, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong xem có những gì nhé. Mời các bạn cùng theo chân mình xem có những gì ở trong địa điểm này nhé. Đây là lối vào của Melody. Bây giờ mình sẽ đi lên chỗ lễ tân. Ở đây có một chiếc cổng để dẫn vào chỗ lễ tân khá đẹp các bạn ạ. Chào mừng các bạn đến với Melody. Và lối đi này được lát đá và được trồng hàng trúc hai bên, tạo ra một mái vòm rất đẹp, rất xanh mát các bạn ạ. Và đây có mấy biển đó là Melody Retreat. Và đây là lối đi vào chỗ quầy lễ tân và các điểm để vui chơi. Bây giờ mình sẽ vào điểm đầu tiên, đó chính là chỗ lễ tân các bạn. Và đây là chỗ quầy lễ tân, bạn có thể đến đây để đăng ký các bạn nhé. Ở đây các bạn thấy rất nhiều khách đến đây để vui chơi ngày cuối tuần các bạn ạ. Và đây là lễ tân của điểm này, và các bạn đến đây có thể đăng ký để xem là có thể là nghỉ, ăn uống, đăng ký về du lịch, vui chơi. Và đầu tiên mình sẽ quay cái điểm đầu tiên. Ở đây có một cái biển cột chỉ báo các bạn ạ. Và ở đây đó là có biển chỉ báo là lễ tân, và một biển chỉ báo là villa, một biển là spa onsen gội đầu dưỡng sinh. Và đây là lối đi vào cái khu villa này. Ở đây có một cái cổng rất là đẹp, rất là cách điệu các bạn, và được trang trí khá đẹp mắt, rất lạ mắt. Và đây là hàng trúc tre được trồng trước villa. Đây là villa nghỉ ngơi được làm rất nhìn rất là đơn giản nhưng rất là sang trọng. Và đây có cái này có khoảng 3 phòng nghỉ các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi xuống cái này xem phong cảnh như thế nào nhé. Và đây là cũng là một cái villa, và ở đây có cái ngoại hình rất là giống nhau. Về đặc trưng cấu trúc xây dựng các villa khá giống nhau các bạn ạ. Mang tính hiện đại, cửa kính, rèm tre. Và ở đây có một chiếc guồng rất là to, cao. Chiếc guồng này làm để cho du khách đến vui chơi, ngắm cảnh và chụp ảnh thôi. Chiếc guồng này hôm nay người ta không cho chạy ra các bạn. Và đây là một cái villa nữa, nhưng mà bên này nhỏ, tức là villa đơn các bạn ạ. Đây là khu villa dành cho khách để nghỉ ngơi qua đêm. À, bây giờ mình sẽ đi lên khu vực ở trên các bạn nhé. Xin chào. Bây giờ mình sẽ đi lên khu vực trên, vào chỗ khu vực tắm onsen các bạn nhé. Xem ở đây có những thiết bị như thế nào và cái bể tắm như sao ra sao. Phong cảnh ở đây khá đẹp các bạn ạ. Và đây là khu vực tắm onsen. Bây giờ mình sẽ vào quay một chút để review một chút cho các bạn xem.
này khá ổn các bạn ơi. Và đây là quang cảnh của bể tắm non sen, bể cá nhân các bạn ạ. Có hai bể cá nhân và một bể cho mọi người, rất là rộng. Mình review qua một chút thôi, ở đây trong này rất nóng và khá ổn các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ quay trở ra và sẽ lên review cho các bạn xem quang cảnh ở bể bơi vô cực ở phía trên. Và trước khi đến với bể bơi vô cực, có một cái cầu ở đây xây bắc qua một cái hồ ao cá rất là đẹp các bạn. Ở đây nuôi khá nhiều cá koi các bạn ạ, rất đẹp. Rất nhiều cá koi. Và đây có một cây đào rất là to này, rất lâu năm các bạn ơi. Treo lên lồng rất đẹp, ngày Tết thì chắc là rất là tuyệt vời đây. Và đây là hồ cá koi các bạn nhé. Đây là hồ cá koi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống phía dưới này, khu vực dưới này xem có những gì. Bây giờ mình sẽ đi qua khu vực hồ cá koi này. Ở đây có một cái thác nước nhân tạo cũng khá là đẹp mắt. Và đây có con gà tre này các bạn này, người ta nuôi gà tre. Và đây là khu vực khá rộng và các lối đi được giải đá đến các phòng nghỉ rất là đẹp. Ở đây người ta đổ cái đường bê tông này giống hình một cái đàn các bạn ạ. Mình nghĩ khu vực này có cả củi ở đây, chắc là để dùng để tổ chức sự kiện đốt lửa trại các bạn ạ. Và đây đã được đổ bê tông và theo mình nghĩ đây là hình mô hình của một cái đàn. Và ở đây là dùng để tổ chức sự kiện. Và đây có một cái guồng rất là lớn và có chữ melody, giai điệu từ thiên nhiên các bạn nhé. Rất đẹp. Và bây giờ mình sẽ đến review một ngôi nhà rất là đẹp, giống như trong truyện cổ tích ấy, của nhà của các chú lùn các bạn ạ. Ngôi nhà được thiết kế rất là đẹp. Căn phòng này được phủ cỏ cây lên trên rất là mát, nhìn rất là điệu. Mình chỉ review phía bên ngoài thôi, chắc là đằng trong là có người ở các bạn ạ, nên là mình không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư, nên là mình chỉ quay review như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi sang khu vực bên này. Đây cũng là lối đi vào những villa, rồi là những phòng để dành cho du khách nghỉ qua đêm. Rất đẹp các bạn ạ. Quang cảnh ở đây rất là rộng rãi, thoáng mát. Và phía bên kia là có cả bể bơi, khu vui chơi và sân bóng đá cho thanh thiếu niên, những người yêu thích thể thao. Bây giờ mình sẽ quay ra, mình sẽ đi lên chỗ bể bơi vô cực các bạn nhé. Ở đây theo mình được biết thì có phòng nghỉ qua đêm cho khách này, phục vụ cả ăn uống, có cả tầng 1 phục vụ cà phê các bạn ạ. Tầng 3 mình thấy hiện tại bây giờ đang sửa chữa rất nhiều. Ở trên tầng 3 có rất nhiều cây cảnh, mình nghĩ đấy đó là cũng nơi để lên uống nước, rồi là ngắm cảnh tham quan từ trên cao. Mình nghĩ là view rất là đẹp.
Đây các bạn ơi, đây là tầng 2, là tầng để cho phục vụ cà phê, uống nước, nghỉ ngơi, vui chơi của mọi người đến đây. Vào khu vực thẳng đây các bạn đang xem, đây là khu vực phục vụ ăn uống. Phục vụ ăn uống. Và đây là bể bơi các bạn nhé. Đây là bể bơi vô cực dành cho những bạn thích tắm, tập bơi, vui chơi. Hôm nay cũng có khá nhiều khách du lịch đến đây để vui chơi, để giải trí các bạn ạ. Và ở đây có cả khu vực vui chơi dành cho các bạn nhỏ. Khi đến đây có thể tắm hoặc vui chơi với các cầu trượt, đu quay. Và đây mình sẽ xa review một chút bể bơi vô cực cho các bạn xem nhé. Nước các bạn nhìn đây, bể bơi lát màu xanh và nước rất trong xanh các bạn ạ. Rất đẹp, nước rất trong xanh. Bây giờ mình sẽ quay lại khu vực quán tầng 1, quán 3 để tuyệt đối với các bạn xem cái tầng 1 để phục vụ uống nước, cà phê như thế nào nhé. Bây giờ thời tiết cũng còn đang khá nóng nên là chỉ có một số ít các bạn trẻ đến đây để bơi thôi. Còn chắc thì nữa tâm mát hơn, chắc là sẽ rất nhiều các bạn trẻ sẽ ra đây để tắm. Và đây là khu vực quán bar phục vụ đồ uống các bạn nhé. Chà, mát quá. Đây là tầng 1 cũng khá rộng rãi các bạn. Rất nhiều bàn ghế, đồ bệnh viện rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và có điều hòa rất là mát, mẻ. Và từ đây các bạn có thể ngồi uống nước, ngắm cảnh ra phía bên ngoài cũng rất khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài review lại cho các bạn xem. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn cảnh, con cảnh xung quanh các bạn nhé. Đây các bạn, đây là khu vực ngồi vui chơi, uống cà phê. Các bạn có thể ngắm cảnh ra bể bơi ngoài kia. Khá đẹp các bạn ạ. Thì với vòng quay đang quay từ ở đây các bạn có thể đứng đây để xem review được cái hồ cá koi. Và khu vực bên kia là khu vực tắm onsen. Và ở đây cũng có một chiếc ghế để phục vụ những bạn thích selfie các bạn nhé. Và đây là cầu thang đi lên tầng 3. Nhưng mà hôm nay tầng 3 đang sửa chữa nên là mình sẽ không lên được các bạn, không lên được. Mình chỉ review từ tầng 2 trở xuống thôi. Và đây là phong cảnh của phía villa mà mình vừa review ở phần đầu. Và ở đây xung quanh đã được trồng rất nhiều trúc, rất là đẹp các bạn ạ. Mình cũng chỉ review qua lại
thì các bạn xem như vậy thôi. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây các bạn nhé. Các bạn có điều kiện và thời gian các bạn sẽ đến đây trải nghiệm thực tế thì sẽ tốt hơn. Mình review như vậy thôi. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.